tự ý mua kháng sinh điều trị viêm khớp, hiểm họa khôn lường. Chuyện đau lưng mỏi gối giờ không còn là nỗi phiền toái chỉ của riêng người già nữa. Gần 1/4 người trưởng thành trên thế giới đang phải vật lộn từng ngày với những cơn đau xương khớp. Một con số cho thấy, bệnh xương khớp là nhóm bệnh lý rất phổ biến trên thế giới, ảnh hưởng khoảng 26% nữ giới và 19% nam giới tuổi trưởng thành. Ở Việt Nam, đáng lưu ý con số này cao hơn nhiều với 30%, gần bằng tỷ lệ cao nhất thế giới, 38% dân số bị bệnh xương khớp của Nga. Đau khớp có thể làm ảnh hưởng tới toàn bộ sức khỏe cũng như cuộc sống của người bệnh. Đó là cảm giác khó chịu, đau nhức, tê buốt tại các khớp xương và bị hành hạ nhiều về ban đêm, ảnh hưởng tới giấc ngủ. Bên cạnh đó, bệnh còn tác động tới tâm lý thông qua việc luôn cảm thấy buồn phiền và ngại cử động, dẫn tới các khớp trở nên tê cứng và ngày càng bệnh nặng thêm. Bệnh cơ xương khớp hiện nay trong cộng đồng mắc rất là phổ biến và nó ngày càng trẻ hóa chứ không như là những cái năm thập niên trước đây. Nó cũng rất là nhiều nguyên nhân, thì trong đó cái nguyên nhân mà gần nhất là người bệnh phụ thuộc vào sức lao động của người, có thể là chúng ta đứng nhiều hoặc là chúng ta ngồi nhiều đó, hoặc là chúng ta là làm việc nặng đó, sai tư thế. Cái bệnh lý cơ xương khớp nó rất là nhiều bệnh lý, nhưng mà trong đó là có những cái bệnh lý mà nó hay gặp nhất là những bệnh lý cột sống cổ, đến là bệnh lý cột sống thắt lưng. Đây là một cái bệnh lý phổ biến như là thoái hóa cột sống thắt lưng này, rồi viêm cột sống dính khớp này, rồi thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng này, bệnh gút, viêm đa khớp dạng thấp này, viêm thoái hóa các cái khớp cổ tay này. Song vấn đề đáng ngại nhất là bệnh dễ chẩn đoán nhầm cũng như bỏ sót nếu không tiếp cận được các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại hay cơ sở y tế uy tín. Thói quen tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ cũng trở thành rào cản lớn trong điều trị, kiểm soát bệnh lý cơ xương khớp. Điều này đôi khi làm lu mờ triệu chứng, không điều trị được bệnh dứt điểm, ngược lại còn làm tăng nguy cơ lờ thuốc hoặc đề kháng kháng sinh. Vì vậy, điều kiện tiên quyết để phát hiện sớm và điều trị hiệu quả đó là thăm khám với bác sĩ chuyên khoa, từ đó tìm ra các giải pháp phù hợp, nâng cao chất lượng cuộc sống, tránh tái phát và phòng ngừa biến chứng. Sau nhiều năm đi vào hoạt động, với sứ mệnh, chủ động, trách nhiệm, phòng khám đa khoa Tâm Phúc đã trở thành địa chỉ khám bệnh uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Trong đó, cơ xương khớp là một trong mũi nhọn được phòng khám Tâm Phúc ưu tiên phát triển ngay từ khi thành lập. Với hoài bão nâng cao chất lượng dịch vụ y tế Việt Nam đạt chuẩn quốc tế, phòng khám không ngừng nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị hiện đại như máy X quang thế hệ mới, hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch, huyết học tự động, máy siêu âm hiện đại lẫn đội ngũ y bác sĩ chuyên ngành tại đây. Cái tiêu chí của phòng khám chúng ta là quan tâm đến sức khỏe cộng đồng ở mọi đối tượng, tức là không có phân biệt giàu nghèo. Cái thế mạnh ở đây là cái chuyên khoa nội, thì gồm có là bệnh lý mà hô hấp, tim mạch, rồi tiêu hóa, tiết niệu, nội tiết, vân vân. Thì đặc biệt trong đó có cái bệnh lý là cơ xương khớp, cùng một loại bệnh nhưng mà cái tính chất bệnh của mỗi người nó khác nhau, mức độ bệnh của mỗi người khác nhau, rồi cơ địa của mỗi người khác nhau, rồi cái trên một bệnh nhân đó là cái bệnh lý nền của mỗi người nó cũng khác nhau. Từ đó mà chúng ta xây dựng cái phác đồ nó cũng khác nhau. Bệnh nhân mà không có khả năng điều trị thì mình cũng không từ chối, và mình phải tối ưu hóa cái vấn đề điều trị cho người ta, không để người ta bỏ lại người ta ở phía sau. Tức là mình phải tìm cách mình tối ưu hóa cái phác đồ điều trị cho người ta nó phù hợp với cái điều kiện kinh tế và hoàn cảnh của người ta. Quy tụ đội ngũ chuyên gia bác sĩ có chuyên môn cao và không ngừng trau dồi kiến thức, mỗi y bác sĩ của khoa vẫn không ngừng học tập và nghiên cứu, áp dụng các phương pháp chẩn đoán và điều trị theo tiêu chuẩn quốc tế vào từng người bệnh cụ thể nhằm mang lại kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó, phòng khám đa khoa Tâm Phúc luôn chú trọng cải tiến chất lượng dịch vụ nhằm mang đến sự hài lòng tối đa cho người bệnh. Mặc dù tại đây hướng đến một phòng khám hiện đại chuẩn 5 sao, nâng cao chất lượng khám và điều trị, nhưng mức chi phí lại được niêm yết rõ ràng, minh bạch theo quy định của Bộ Y tế đưa ra. Người bệnh sẽ được tư vấn các khoản chi phí phù hợp trước khi đưa ra quyết định điều trị. Với việc tổ chức bài bản, đội ngũ y bác sĩ giàu chuyên môn, trang thiết bị hiện đại và điều quan trọng là đặt bệnh nhân lên hàng đầu, phòng khám đa khoa Tâm Phúc tự hào ngày càng được nhiều người lựa chọn, yên tâm giao phó sức khỏe cho đội ngũ y bác sĩ.
Phòng khám Đa khoa Tân Phúc, địa chỉ 1C Nguyễn Ánh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Số điện thoại 028 388 39749 hoặc 0906 959 472.